Bây giờ là do các bạn là do mình nhuộm màu sáng rồi thì mình không rõ mà. Hôm nay sáng combo hai cái 50.000. Giá khởi điểm 50.000 hai cái, một gen một dạ về loại. Là lên đầu giá cái váy. Tưởng có màu trắng được không? Trắng là cái khác. Nhưng nó đẹp à? Cũng đẹp. Cái sơ mi đấy có về không? Sơ mi có, sơ mi vài vậy. Về đi, đó, về đi em like, em like. Ừ. 50.000 hai phát. Không mặn à? Không mặn à? Ừ. Không mặn à? Không mặn 50.000 hai cái, một váy dạ và một váy gen. Gì? Tủ quần. Để tủ quần. Đẹp quá các chị gái ôi. Ui giá. Ok, chào chị gái Hương Hương, chào chị gái mẹ Ruby này. Đúng rồi, hôm nay rồi, ok, chị nào hôm nay tham gia buổi live hôm nay sẽ được mua một cái giá sập sàn. Đấy là combo. Giá đúng combo rồi. Các chị gái nhà combo 50.000 cho hai chiếc, một chiếc váy dạ và một chiếc váy ren. Kho buôn của em ở Hà Nội các chị gái ơi. Rồi ok, muốn mua váy của em đang mặc ạ. Rồi ok, váy của em đang mặc chị bán với giá đang với bán với giá sả là 169.000. Nhưng mà đầu tiên buổi đầu live ngày hôm nay em sẽ bán cho các chị gái với giá là combo. Đấy, đầu tiên em sẽ bán cho chị váy với giá combo là combo 50.000 cho hai chiếc váy ren, được chưa nào? 50.000 cho hai chiếc váy, một váy dạ và một váy ren. Chị nào hôm nay tham gia buổi live muốn mua hàng đẹp với giá rẻ, mua với giá khởi điểm cho em 10 phút đầu tiên để được mua với giá khởi điểm nào. Đúng rồi, 10 phút đầu tiên mua cho em một combo. Một combo gồm hai váy các chị nhá, một combo gồm hai váy, một con váy dạ nhẹ đang mặc và một con váy ren. Chọn màu chọn size tùy ý cho em, được chưa nào? Đầu tiên chị gái nào cứ tham gia livestream ngày hôm nay để lại cấu trúc đặt đơn hàng là bên em chốt luôn một combo với giá là 50.000. Nhưng mà đầu tiên chị gái nào mình đang tham gia livestream ngày hôm nay nhanh chóng để lại cho em dấu chấm tương tác để em chào hỏi tất cả các chị gái. Sau đó bên em quay ra bán hàng được không ạ? Ok rồi. Này cho em một cái giá rẻ rồi. Ok, chị nào muốn mua với giá xả là 169.000 nhá. Còn bây giờ em sẽ bán cho chị với giá khởi điểm. Giá khởi điểm ngày hôm nay sẽ có giá là 50.000 cho hai chiếc. Chị em nào muốn mua cái váy này các chị nhớ giúp em ngày hôm nay em bán combo nhá. 50.000 cho hai chiếc, một váy dạ và một váy ren. 50.000 cho hai chiếc nhá các chị nhá, một váy dạ và một váy ren. Bởi vì sản phẩm mới về cho nên bán giá trải nghiệm, bán giá đặt hàng bét nhè lên cho em. 50 đơn hàng em bắt đầu quay vào chốt, được chưa nào? Đúng rồi các chị gái nha, lưu ý cho em 50.000, 50.000 và chỉ 50.000. Các chị gái mình đã có trong tay hai sản phẩm váy các chị gái nha. Hai sản phẩm váy đó là một váy dạ và một váy ren các chị gái ơi. Một dạ, một ren giá chỉ có 50.000. 50.000 và chỉ 50.000 được các chị gái nha. Rồi các em sẽ không phải để cho các chị gái mình đợi chờ quá là lâu. Em sẽ nói luôn về cú vắt hàng này các chị gái ơi. Đúng em rồi. Sẽ nói luôn cú vắt hàng này. Đúng rồi, ok, cảm ơn các chị gái này. Rồi ok, chị gái nào muốn mua váy với giá khởi điểm là 50.000 cho hai chiếc. 50.000 cho hai chiếc là combo các chị nhá. Combo một váy dạ và một váy ren. Comment nhanh cho em là combo 50k cộng số điện thoại cho em. Nhớ cho em là combo 50k cộng số điện thoại nhá. Nhớ giúp em lên đến 50 đơn hàng em bắt đầu quay vào chốt. Combo 50k cộng số điện thoại cho em, được chưa nào? Đúng combo rồi. 50k cộng số điện thoại. Còn chị nào muốn mua hàng tí nữa ở lại livestream, mua với giá 169.000 cho em, được chưa ạ? Đúng rồi các trẻ ơi, một combo các trẻ nhá. Một combo gồm một váy dạ nhẹ nam mặc và một váy ren nhưng mà na cay nam mặc. Giá cực kỳ là ưu đãi, giảm giá cực kỳ là sốc các trẻ nhá. Chỉ có 50.000 một đôi cho tất cả những chị gái nào lưu ý. Bên em chỉ bán duy nhất 10 phút đầu tiên các trẻ nhá. 10 phút đầu tiên với giá trải nghiệm sản phẩm phẩm với giá xả lỗ là bao nhiêu tiền ạ? 50.000 một combo, 50.000 một combo. Ok này, combo 50k cộng số điện thoại cho em một váy dạ, một váy ren chỉ có 50.000 thôi, không bán lẻ một chiếc nha các chị nhá. Combo 50k cộng số điện thoại bởi vì hai sản phẩm mã sản phẩm mới, hai mã sản phẩm mới cho nên em sẽ ưu tiên là bán cả combo để các chị nào mà trải nghiệm cho em. Mua lẻ là 169.000 một chiếc váy dạ các chị nhá. Ok, Nguyễn Diệu Linh này rồi, ok. Có các chị ơi, combo 50k cộng số điện thoại cho em, nhớ giúp em đang bán combo để các chị trải nghiệm. Khi nào lên đến 50 đơn hàng các chị nhớ giúp em, 50 đơn hàng em bắt đầu quay vào chốt. Và các chị gái nhớ giúp em nhá, chia sẻ buổi live giúp em tối thiểu 10 lần với các hội nhóm, mình mới có cơ hội, mình mới có cơ hội được chốt combo này. Combo 50k cộng số điện thoại cho chị gái nào chia sẻ buổi live, được chưa nào? Đúng rồi, nhớ là chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm để bên em có thể chốt đơn hàng các chị nhá. Không chia sẻ livestream là bên em không chốt đơn hàng đâu. Điều kiện để các chị gái mình được mua với combo này với giá là 50.000 là gì ạ? Làm đầy đủ và đúng cho em hai bước này. Bước đầu tiên, chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu 10 lần hội nhóm, 2 lần trên trang cá nhân này. Bước thứ hai, quay lại đây để lại cho em đúng có chút đơn hàng, đó chính là gì ạ? Combo 50k kèm cho em số điện thoại, combo 50k kèm cho em số điện thoại, đầy đủ size phục vụ tất cả các chị gái mình luôn. Một váy dạ và một váy ren các chị nhá. Một dạ, một ren giá chỉ quá là ưu đãi luôn. 50.000, 50.000 và chỉ 50.000. Áp dụng chia sẻ giá trên này. Đúng rồi, combo 50k cộng số điện thoại. Trần Giang bổ sung số điện thoại đi nào các chị ơi. Nhớ giúp em đã bắt đầu thấy đơn hàng rất là nhiều rồi, nhưng mà nhớ giúp em chỉ chốt cho chị gái nào chia sẻ buổi live thôi. Chỉ chốt cho chị gái nào chia sẻ livestream của em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm giúp em, mình mới chuẩn bị được chốt đơn hàng. Đấy, em sẽ dành cho các chị những cái giây phút chỉ 10 phút thôi, chỉ có 10 phút để được mua với giá sốc này thôi. Combo 50k cộng số điện thoại, 50.000 là cái gì ạ? 50.000 hai chiếc váy, một váy dạ và một váy ren. Váy ren tay lỡ mùa thu, váy dạ tay dài. Nhưng mà cái này của là thu đông. Đấy, thời tiết không bị nóng quá và kể cả Bắc Trung Nam đều mặc xinh cho em. Combo 50k cộng số điện thoại, một dạ một ren nữa các chị nhỉ? Combo 50k một dạ một ren chỉ có giá là 50.000 cho hai chiếc. Đúng rồi, 50.000, 50.000 và chỉ 50.000 nữa các trẻ ơi. Nhớ là phải chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em, tang cho em bạn bè người thân cạn cứng mua quần áo vào đây để nhớ đâu cùng một đơn hàng mình đi được hai sản phẩm, đúng không ạ? Đỡ đi còn tầm khoảng 15 đến 20.000 tiền ship, lưu ý cho em nói như thế. Ok này, em mua giá đúng rồi. Ok này, chị gái mua với giá 169. Comment cho em váy dạ hồng cộng số điện thoại cho em, được chưa nào? Rồi, ok, chị nào muốn mua với giá combo 50k cộng số điện thoại, comment thật nhanh cho em là combo 50k cộng số điện thoại giúp em là đơn hàng của mình chuẩn bị được chốt, được chưa nào? Rồi, nhớ giúp em bán với giá rẻ như thế này, chỉ bán cho ai chia sẻ. Đúng không rồi, chia sẻ không được mua giá 50.000. Nếu mà ai mà không có hội nhóm để chia sẻ, tí nữa ở lại livestream em bán giá xả luôn các chị nhá. Bán giá xả, giá ở ngoài thị trường 350, em bán chỉ có 100 bạc thôi. Còn bây giờ em đang bán cho các chị để các chị trải nghiệm, 50.000 cho hai chiếc, một dạ một ren để các chị trải nghiệm hai mã sản phẩm mới của bên em, được chưa nào? Đúng rồi các trẻ nhá. Một váy dạ, một váy ren giá chỉ có là bao nhiêu tiền ạ? 50.000 cho hai chiếc, được các trẻ ơi, giá quá là rẻ. Vị chi chỉ có 25.000 mỗi chiếc váy. Thử hỏi 25.000 các chị gái mình chỉ ăn một bữa sáng là hết này, mua một mớ rau, một mớ cỏ là hết. Nhưng ngày hôm nay 50.000 các chị gái mình mua được cho em hai con váy các chị nhá. Mua được cho em hai con váy ren luôn, là một con váy ren dạ như nam mặc và một con váy ren tay lỡ chả nhá. Quá là xinh luôn, thu đông mặc bao đẹp cho em này. Combo 50k kèm cho em số điện thoại các chị nhá. Nhớ là phải chia sẻ và chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream mình mới được mua với giá rẻ này. Thấy cộng tầm 20 đơn hàng tới đây, 20 đơn hàng đã nổi lên rồi. Các chị nhớ giúp em này, lên đến 50 đơn hàng em chuẩn bị chốt các chị nhá. Và nhớ giúp em là những chị gái nào không chia sẻ, comment của các chị tự động ẩn đi ở trên hệ thống chốt đơn của bên em. Các chị gái nhớ giúp em, ai chia sẻ mình mới hiện hữu lại để bên em chốt đơn. Còn nếu mình không chia sẻ, mình không muốn chơi bên game, tí nữa các chị có thể ở lại livestream mua với giá xả cho em. Còn bây giờ, ok, chị gái Hoàng Huệ đã chia sẻ chưa nào? Combo 50k cộng số điện thoại cộng đã chia sẻ, nếu ai đã chia sẻ rồi để bên em kiểm tra. Ok, Phạm Diễm Lệ có thấy này, có thấy tất cả các chị yêu luôn. Nhớ giúp em là 50k cộng combo 50k một váy dạ một váy ren chỉ có 50.000 thôi. Con váy này của bên em thị trường đang bán 350, em bán có 100 bạc thôi. Chị nào muốn mua cái váy này ở lại livestream tí nữa em bán với giá 100 bạc. Còn bây giờ em sẽ chốt cho các chị chương trình 50.000 cho hai chiếc, một dạ một ren các chị nhá. Nhớ giúp em một váy dạ một váy ren ngày hôm nay chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cho chị cái nào chia sẻ 50.000 và chỉ 50.000 nữa này. Bên em chuẩn bị bắt đầu hết cái chương trình này rồi. Bây giờ chỉ còn đúng duy nhất vài phút cuối cùng nữa chả nhỉ. Chuẩn bị kết thúc 10 phút rồi, bởi vì giá này bên em chỉ bán duy nhất ở 10 phút ở đầu livestream thôi. Còn sau đó các chị chị gái nếu mà vào sau vui lòng mua với giá sale, giá không chia sẻ cho em, ok cho em nha. Từ 40 đến 60kg có size vừa, bên em khẳng định với các chị gái là như thế luôn. Đầy đủ size S, M và L. Từ 40 đến 60kg là mình có size vừa cho em. Ưng mát sản phẩm này để lại cho em đúng cấu trúc, đó chính là gì ạ? Combo 50k kèm cho em số điện thoại, gồm một váy dạ và một váy ren các cháu nhỉ. Giá chỉ có là 50.000, 50.000 và chỉ 50.000 thôi. Rồi, ok, nhớ, đúng rồi. Các chị gái đã chia sẻ cho lại để bên em chuẩn bị quay vào chốt nha các chị nhá. Combo 50k cộng số điện thoại và các chị bình tĩnh quay vào chia sẻ cho em. Ok, thấy chị mẹ Ruby rồi nhưng mà em nhớ giúp em à. Các chị mẹ Ruby em vừa có vào kiểm tra những cái chị nào comment nhiều ấy thì các chị cái số lượt chia sẻ của các chị em biết là các chị đã ấn đủ 10 lần rồi. Nhưng mà nó hiện lên mới có 3-4 lần thôi. Có thể hội nhóm nó đang chờ duyệt và cũng có thể là hội nhóm nó chặn chia sẻ của các chị. Cho nên các chị bình tĩnh, các chị quay vào chia sẻ cho em để đỡ mất quyền lợi các chị nhá. Rồi ok, em đang bán cho các chị với giá khởi điểm. Chị ơi, chị nhớ giúp em là đây là giá khởi điểm. Còn cái giá trị thực của nó là 169.000 các chị nhá. Giá trị thực của nó là 169.000. Tí nữa chị nào mà không được mua với giá khởi điểm, ở lại livestream mua với giá xả cho em. Từ 350 em xả còn 169.000. Còn bây giờ chỉ còn có 3 phút nữa thôi để các chị chuẩn bị được chốt đơn với giá là 50.000 cho một chiếc váy dạ và một chiếc váy ren. Các chị nhớ giúp em bán giá rẻ thế này chỉ để cho ai chia sẻ. Không đúng chia rồi. Sẻ không bao giờ được mua giá rẻ. Ok này, em đã thấy rất nhiều chị comment đơn hàng ở trên này. Đã 35 đơn hàng rồi, chỉ còn 15 đơn hàng nữa thôi là bên em chuẩn bị quay vào chốt. Và các chị nhớ giúp em, mọi người thật là bình tĩnh quay vào chia sẻ đủ 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm giúp em là mình được chốt nhá. Là mình chuẩn bị được chốt. Và nhớ giúp em, nói 10 lần vào các hội nhóm tưởng đơn giản nhưng mà nhiều chị này khó. Chia sẻ 10 lần hiện lên 2 lần làm sao sống đây. Chia sẻ 10 lần hiện lên 4 lần thì rất là tiếc luôn. Chia sẻ 10 lần hiện lên 8 lần đến lúc chốt là khóc cay đắng luôn các chị nhá. Nhớ giúp em là bình tĩnh quay vào làm sao chia sẻ cho mình đủ để mình được hưởng quyền lợi của cái việc mình chia sẻ được chưa nào. Đúng rồi, váy nha, em mặc đầy đủ size số các chị gái nhá. Rất là nhiều chị gái hỏi em là em đang mặc size gì và váy này bao nhiêu kg thì vừa. Thì em nói luôn này, váy nha, em mặc đầy đủ size số SM đến L, từ 40 đến bao nhiêu ký ạ? Từ 40 đến 60 kg. Bảo đảm cam đoan có size vừa cho tất cả các chị gái mình luôn. Chị gái nào mình đặt đơn hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc, đó chính là gì ạ? Combo 50k kèm cho em số điện thoại các chị nhỉ. Combo của chúng ta ngày hôm nay bao gồm một váy dạ và một váy ren, chỉ có giá là 50.000. Vị chi là mỗi cái có 25.000 thôi. Và chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ buổi live của giúp em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần với các hội nhóm. Các chị gái nhớ giúp em nhé, em sẽ dành cho chị gái 3 phút cuối cùng. 3 phút cuối cùng để các chị gái tập trung vào chia sẻ làm sao cho nó đủ để bên em có thể có đủ điều kiện để chốt đơn cho các chị. Nhiều chị cứ nói là bởi vì làm sao mà chị chia sẻ nhiều thế mà không chốt cho chị, bởi vì thực sự là các chị chưa đủ đâu ạ. Nhớ giúp em này, 2 lần về tường cá nhân, 10 lần với các hội nhóm giúp em, 10 lần với các hội nhóm và nhớ là 10 lần vào các hội nhóm không bị chặn được chứ nào. Đúng rồi này. Rồi ok này, bây giờ bên em nhá, bây giờ hiện tại đến thời điểm này, bây giờ bên em chỉ còn cho các chị gái đúng duy nhất 1 phút 30 giây thôi các chị gái nhỉ. Mấy phút nữa thôi là bên em bắt đầu chuẩn bị quay ra chốt rồi. Cho nên là hiện tại đến thời điểm này, chị gái nào mình chưa chia sẻ livestream nhanh chóng quay ra chia sẻ. Mới chia sẻ 5-6 lần thì nhanh chóng nhấn đủ cho em 10 lần các chị gái nhỉ. 10 lần hội nhóm và 2 lần cho cá nhân. Ok này, chị gái Hương Giang em nhân viên kỹ thuật của em đã có báo lên là một số chị comment rất là nhiều. Nhiều chị comment 10 lần nhưng nó bị ẩn mất comment thì các chị nhớ comment cho em nhá. Comment nó đừng lặp lại nhá, lặp lại là mình bị ẩn comment đấy ạ. Nhớ giúp em nhá. Nhìn mình ấn liên tục nó sẽ báo spam, báo spam là bị ẩn comment cho em. Combo 50k cộng số điện thoại, tập trung và chia sẻ đủ và giữ lại đơn hàng của mình bằng chính một cú pháp thôi. Combo 50k cộng số điện thoại, sau đó quay vào chia sẻ. Chia sẻ xong rồi quay ra đây chuẩn bị để em chốt đơn cho các chị nhá. Nhớ giúp em chuẩn bị chốt đơn cho mọi người đây. Chị gái nào hôm nay đã chia sẻ tập trung và nhận quà giúp em, tập trung và chuẩn bị để được mua hàng với giá sale, giá có nghĩa là không phải là sale mà đây là giá khởi điểm. Khởi điểm để bán cho các chị trải nghiệm sản phẩm thôi, được chưa nào? Đúng rồi, cho em chị gái nào mình chưa chia sẻ livestream ngày nay nhanh chóng comment cho em nào. Chị gái nào ngày hôm nay đã chia sẻ buổi livestream ngày nay rồi nhanh chóng để lại cho em một nút đã chia sẻ các chị nhá. Chị gái nào mình đã chia sẻ livestream ngày hôm nay rồi nhanh chóng comment cho em chữ DC và S đi nào các chị ơi. DC và S đối với chị gái nào mình đã chia sẻ rồi. Bây giờ chỉ còn đúng duy nhất vài giây nữa thôi, chỉ còn duy nhất vài chục giây nữa thôi là bên em xin phép được quay ra chốt rồi. Chuẩn bị xin phép được quay ra chốt rồi. Cho em chị gái nào mình chưa chia sẻ livestream nhanh chóng comment đúng em rồi nhỉ? Các chị ơi, nhớ giúp em bán với cái giá khởi điểm là 50.000 cho hai chiếc, một váy dạ và một váy ren. Thì các chị nhớ giúp em đang có đi có lại nhá. Các chị chia sẻ giúp em là em sẽ bán cho các chị với giá rẻ. Còn nếu các chị không chia sẻ thì nữa, các chị ở lại với mua với giá xả cho em nhá. Giá đúng xả rồi. Rồi ôi quá là đẹp luôn, hàng đầu, hàng mới về đợt đầu quá là xuất sắc luôn rồi các chị ơi. Đúng rồi này, ok này, em thấy rất là nhiều chị gái mình đã comment cho em cái chữ đã chia sẻ rồi. Hiện tại bây giờ hệ thống kỹ thuật bên em đang báo lên là hiện tại đến cái thời điểm này phải đến 70 đến 80% các chị gái mình mới chia sẻ có 5 đến 6 lần chả nhỉ? Mới chia sẻ đến 5-6 lần. Nghĩa là em biết các chị gái mình đã chia sẻ đầy đủ 10 lần hội nhóm, nhưng mà nhiều khi là các chị gái mình chia sẻ nhiều lần quá thì nó bị chặn, cho nên là nó mới chỉ lên 5 đến 6 lần thành công thôi. Cho nên là bây giờ các chị gái mình thật bình tĩnh quay ra chia sẻ, nhấn từ từ cho em, đừng nhấn liên tằng tằng thì nhiều khi nó bị chặt. Em nói thẳng luôn câu đến chính bản thân em luôn, nhiều khi em nhấn 100 hộ nhóm nó hiện lên đập 2 hộ nhóm các cháu nhá, nhấn 100 hộ hiện lên đập đúng 2 hộ nó phê duyệt, mệt lắm. Lúc đấy có một chị đúng báo rồi. Về bên em mà chị chia sẻ được 250 lần, tí nữa đúng vào rồi. Hệ thống kiểm tra ID lấy cái ID lần của chị đấy lên 5 lần, 205 lần mà hiện lên 5 lần là các chị bây giờ là biết là bây giờ là biết là nó khó khăn như nào đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì nhiều chị chơi mini game ở đâu cũng thế, cũng chia sẻ rất là nhiều, chia sẻ xong mà đợi đến lúc mình là bị chặn mất rồi thế nào. Nó nhớ giúp em đúng không? Rồi cho các chị đúng 10 giây nữa đi, 10 giây nữa đi để mọi người tập trung vào giúp em, rồi mọi người quay lại đây hết để em chuẩn bị công bố người nào đúng rồi các chị nhá. Lưu ý cho em này, nhớ là chia sẻ những cái hội nhóm nào nó dễ, ví dụ như hội nhóm mua bán chẳng hạn thì mình chia sẻ vào những hội nhóm đó, mình không bao giờ bị chặn này, đúng là rồi. Cái thứ nhất này, chia sẻ cho em vào hội nhóm nào đông thành viên và không bao giờ bị phải chờ phê duyệt các chị nhá. Đừng chia sẻ vào những cái hội nhóm chờ đúng phê rồi. Duyệt thì nhiều khi em kết thúc livestream rồi lúc đấy nó mới duyệt cho các chị gái thì ai tính cho, ai biết đấy là đâu đúng không ạ? Đúng rồi, cho nên là nhiều chị lại cứ chia sẻ vào những cái hội nhóm mà đúng nuôi rồi. Con bằng sữa mẹ mới lại thực ra là chia sẻ vào hội nhóm đấy cũng được, nhưng mà nói chung là đừng chia sẻ vào những cái hội nhóm đặc thù quá nhiều, chia sẻ đúng những rồi. Cái hội nhóm công khai các chị nhanh. Rồi ok này, rồi ok, chỉ còn có 5 giây cuối cùng, em chuẩn bị quay vào chốt này. 5 giây cuối cùng các chị gái ơi, 5 giây cuối cùng. Chị gái nào hôm nay được mua với giá là combo đây ạ, nhớ giúp em comment cho em là combo 50k cộng số điện thoại. Các chị nào còn đang theo dõi livestream nhanh chóng để lại cho em cú pháp combo 50k cộng số điện thoại. Em đang thấy comment đang bị ẩn, không thấy một cái comment nào nổi lên, các chị comment cho em nào combo 50k cộng số điện thoại cho em nào. Đúng rồi, combo 50k kèm cho em số điện thoại đi các chị ơi, combo 50k kèm cho em số điện thoại. Hiện tại bây giờ em đang thấy chẳng có chị gái nào comment cả, liệu các chị gái mình có bị ẩn comment không ạ? Các chị gái mình nhanh chóng comment cho em đi nào, combo 50k kèm cho em số điện thoại và kèm cho em chữ đã chia sẻ đằng sau các chị gái nhỉ. Rồi đây rồi, em bắt đầu thấy rồi. Rồi ok các chị, em tưởng đường truyền mạng nó làm sao. Rồi ok, có thấy Xuân Quỳnh này, chị gái nào đã chia sẻ nhanh chóng tập trung vào cho em nào, combo 50k cộng số điện thoại giúp em. Ok này, chị nào hôm nay được mua combo nào, các chị lên view lên share cho em ạ, chia sẻ cho em nhá, chia sẻ giúp em là để có nghĩa là thực ra là có đi có lại. Các chị chia sẻ cho em sẽ bán giá rẻ cho các chị. Còn các chị không chia sẻ tí nữa cũng vẫn được mua rẻ, nhưng mà rẻ bình thường thôi. Còn đây là đang rẻ ơi là rẻ luôn các chị nhá. Đây là rẻ ơi là rẻ. Còn chị nào tí nữa ở lại livestream em bán với giá 100 bạc thôi. Rồi ok, được chưa nào, em chuẩn bị quay vào chốt cho các chị gái với giá combo là 50k. Combo 50k cộng số điện thoại giúp em, nhớ giúp em là chỉ bán cho ai chia sẻ, không chia sẻ là mình không được chốt đâu. Và nhớ giúp em là mã mới, đây là những cái mã mới cho nên sẽ dành tặng 5 suất váy, 5 suất váy mới free cho 5 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất trên 30 lần cho em. Em biết ở đây có rất nhiều chị chia sẻ trên 30 lần rồi. Nhớ giúp em là ai chia sẻ trên 30 lần, nhớ nhá, em sẽ tặng 5 suất free từ đầu đến cuối buổi livestream, tặng 5 suất free cho 5 chị có lượt chia sẻ trên 30 lần. Nhớ giúp em sẽ chọn từ trên xuống dưới, ai cứ trên 30 lần là bắt đầu nảy vào cái list để từ đầu đến cuối buổi livestream là em theo dõi. Được chưa nào? Rồi ok, bây giờ em sẽ biết chuẩn bị quay vào chốt cho các chị giá combo 50k. Combo 50k cộng số điện thoại. Rồi ok, nhanh lên các chị ơi. Rồi ok, em chuyển qua bán giá xả 169.000 ngay bây giờ đây. Bây giờ chị nào muốn mua giá combo 50.000 cho hai chiếc thì tập trung vào đây giúp em, bởi vì em chuẩn bị quay ra bán hàng rồi. 169.000 các chị nha. Rồi ok, 169.000 cho chiếc váy mẫu đang mặc. Bây giờ em xin phép chốt cái chương trình combo. Rồi ok, chị gái đầu tiên được mua combo đấy là chị nào đây? Rồi ok, em sẽ quay màn hình chủ và chụp ảnh màn hình luôn các chị nha. Bây giờ em xin phép chụp ảnh luôn màn hình. Đấy, bây giờ em xin phép chụp ảnh luôn màn hình để đăng trên tường. Rồi ok, chị gái đầu tiên là chị gái nào đây? Chị gái đầu tiên là chị gái Mai gì đấy? Mai Phạm à? Mai Phạm. Rồi ok, chị gái Mai Phạm, Phạm không có dấu các chị nhá. Phạm không có dấu này, Mai Phạm, Mai Phạm gì đấy. Rồi ok, chị gái đầu tiên là chị gái Mai Phạm. Rồi ok, chị tiếp theo này. Rồi ok, chị tiếp theo là chị nào đây? Em sẽ quay màn hình chủ và chụp ảnh màn hình đăng trên tường ngay bây giờ. Đấy, rồi ok, em sẽ chụp ảnh màn hình đã. Rồi ok, em chụp rồi ạ. Rồi ok, chị nào hôm nay được mua? Rồi ok, chị tiếp theo là chị Diệu Dương nhá. Rồi ok, chị gái tiếp theo là chị Diệu Dương. Rồi ok, các chị chia sẻ cho em đây ạ. Chia sẻ lên view, lên xe, em quay lại đây 10 phút nữa quay lại đây, em chốt tiếp cho 5 chị gái nữa. Và 5 chị được tặng vớ đi. Chia sẻ nhiều nhất cho em, nhớ giúp em nhá. Em 10 phút nữa các chị quay lại đây. Bởi vì các chị làm sao 10 phút nữa các chị chia sẻ lên view, lên xem lại chốt đúng tiếp rồi. Như thế mới công bằng. Như thế mới công bằng nhá các chị nhá. Đúng rồi, còn bây giờ bên em xin phép được quay ra một cái chương trình thứ hai các chả nhá. Quay ra một cái chương trình thứ hai là chương trình ưu đãi đặc biệt giảm giá 50% so với giá bán bình thường luôn này. Váy dạ nhen năm mặc giá bán bình thường là 350.000, ngày hôm nay giảm giá cực kỳ là sốc luôn, chỉ còn là giá bao nhiêu tiền ạ? 169 và chỉ 169.000 các chả nhỉ. Chất liệu phần tay, hai phần tay và phần nơ này, chất liệu là lụa Thái này, từ cái phần thân người nó là chất liệu hoàn toàn 100% là dạ cho em các chả nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại, hoặc là comment cho em là váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn. Váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn này, 350.000, ngày hôm nay chỉ còn là 169 đầy đủ size S, M và L, từ 40 đến 60kg mình bao vừa cho em con dạ hồng này luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em là váy hồng kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn các chả nhỉ. 350.000, ngày hôm nay còn 169 và chỉ 169.000 các chị nhớ giúp em này. Từ 350.000 em giả cho các chị chỉ với giá là 169.000. Các chị gái nhìn cho em, chất liệu dạ cực kỳ là đẹp luôn. 169.000 một chiếc các chị ơi. Từ 350.000 còn 169.000. Tình yêu nào đặt hàng comment nhanh cho em, chất liệu dạ chỉ siêu đẹp luôn rồi. Các chị có thể nhìn cho em này, dáng xuông đuôi cá cực kỳ xinh và dáng tiểu thư cực kỳ là đẹp luôn. 350.000 xả còn 169.000. Tình yêu nào đặt hàng comment cho em là váy dạ kèm màu váy dạ hồng kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhớ giúp em chỉ có một màu duy nhất, màu hồng ruốc, cực kỳ là đẹp luôn. Phần tay là phần lụa, phần cổ là phần thắt nơ lụa luôn. Từ 40 đến 60 cân mình mặc đẹp cho em. Váy dạ kèm hồng cộng số điện thoại cho em được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chỉ cần comment cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em lên đơn. 350.000, ngày nay chỉ còn là bao nhiêu tiền ạ? 169 và 169.000. Có đầy đủ size S, M và L, từ 40 đến 60kg em cam đoan có size vừa cho tất cả các chị gái mình luôn. Ok này, em đang vào đơn tất cả những chị gái nào mình để đúng là rồi, đúng các chị nhớ giúp em nhá. Rồi ok, hôm nay đang xả váy dạ các chị nhá. Xả váy dạ từ 350.000 bên em mới về có 500 con. 500 con khách buôn khách lẻ đóng hết rồi, bây giờ chỉ bớt cho các chị đúng 30 suất thôi. Chỉ bớt cho các chị gái mua lẻ đúng 30 suất, mua với giá rẻ, mua với giá bán buôn, mua với giá xả là 169.000, chỉ có 30 suất thôi. Bây giờ đã chốt được 10 suất rồi ạ. Rồi ok, chị nào đặt hàng comment nhanh cho em ạ. Rồi ok, đặt hàng comment nhanh cho em là váy dạ hồng cộng số điện thoại 169.000. Ok các chị ơi, chốt đơn 50.000 các chị phải lên view, lên xe cho em. Lên đến 300 người, hơn 300 người bắt đầu chốt tiếp các chị nhá. Lên đến 300 người em bắt đầu chốt tiếp với con chị 5 suất nữa được chưa nào? Còn bây giờ em chuyển qua bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Chị nào muốn mua con này đủ size SML, từ 40 đến 60 cân, đặc biệt là dáng suông đuôi cá cực kỳ là xinh luôn. Dáng suông đuôi cá cực kỳ là xinh. 350 giảm còn 169, chỉ chốt trong vòng 30 suất thôi. Chị gái nào chỉ còn đúng 30 suất, còn đúng 30 suất váy dành tặng cho dành bán cho 30 chị. Có lượt có comment chính xác vào đây cho em là váy dạ hồng hoặc là váy hồng kèm số điện thoại được chưa nào? Đúng rồi, váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn các trái nhá. Bây giờ giá nó chỉ còn là một nửa thôi, 169.000 thôi các trái ơi. Ok này, em đang vào đơn cho tất cả những chị gái nào mình để lại đúng mã, để lại đúng màu và để lại đúng số điện thoại nha. Rồi đúng rồi, ok, suất thứ 9 ạ. Rồi ok, suất thứ 10 rồi. Ok, bây giờ em chỉ còn có 20 suất cuối cùng thôi. 20 suất váy cuối cùng bán cho các chị gái với giá là 169.000, bán với giá xả các chị nhá. Nhớ giúp em là xả váy dạ cộng số điện thoại cho em, váy dạ hồng cộng số điện thoại hoặc là váy hồng cộng số điện thoại. Các chị nào comment cú pháp ở trên này và cho số điện thoại được mua với giá xả, không để lại trên này, sau khi kết thúc livestream là không còn giá này đâu. Các chị nhớ giúp em này, xả váy dạ hoặc là váy dạ hồng cộng số điện thoại là được mua với giá 169.000, giá bán là 350.000. Em đang bán cho chị 169.000 toàn bộ chất dạ này. Các chị nhìn cho em. Đúng rồi, dạ toàn bộ 100% là chất dạ các chị nhá. Có một đúng cái rồi, các chị nhìn cho em này. Quá. Dạ quá là xuất sắc luôn rồi các chị ơi. Dạ này, dạ dày như thế này, nặng 600-700g luôn các chị ơi. Váy dạ bao sang luôn rồi. Mặc váy chất vải thì nó không được đẹp đâu. Còn mùa bây giờ bắt đầu dạ nó lên ngôi rồi. Đúng váy rồi. Dạ đang lên ngôi rồi các chị gái ơi. Đúng rồi, cho nên là còn chị gái nào mình đặt mã này chốt nhanh cho em nhá. Là gì ạ? À? Váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn 350.000. Ngày hôm nay chỉ còn là 169 và 169.000 thôi các chị ơi. Chất liệu thì hoàn toàn 100%, thiết kế toàn hoàn toàn 100% là dạ này. Phần tay là lụa Thái chả nhá. Phần tay, hai bên tay và phần nơ này hoàn toàn 100% là lụa Thái, cực kỳ là mềm mại luôn. Đầy đủ size S, M và L, từ 40 đến 60kg là mình có size vừa cho em này. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm. Rồi đây các chị nhìn cho em này, quá là đẹp luôn này. Váy dạ hồng cộng số điện thoại cho em. Ôi dồi ôi, dáng suông đuôi cá cực kỳ xinh, là tay sơ mi này. Tay sơ mi này cực kỳ là đẹp luôn, tay vải lụa sơ mi rất là xinh luôn nhá. Chị nào đặt mã này comment cho em là váy dạ hồng cộng số điện thoại cho em được cho nào. Chất liệu dạ bao dày dặn và bao đẹp luôn. Mặc lên là bao sang luôn rồi. Ok này, 350.000 hôm nay em xả còn có bao nhiêu ạ? Xả còn có 169.000 thôi. 169 và chỉ 169.000 thôi. Chất liệu cực kỳ là mềm mại và mặc bao mát cho em nữa các chị nhỉ. Ngày hôm nay váy dạ đồng giá là 169.000. Đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? À? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn 350.000. Ngày hôm nay còn 169 và chỉ 169.000 thôi. Đặt hàng để lại trên đúng cấu trúc rồi. Ok, chị nào có số điện thoại là có đơn hàng. 350.000 còn 169.000. Các chị ơi quá là đẹp luôn rồi. Từ 40 đến 60 cân mình mặc vừa cho em nhá. Đúng rồi này, ok này, bên em còn áo dạng chị gái nhá. Áo dạng đang xả là 235.000. Mua áo dạng comment là xả áo dạng cho em nhá. Lưu ý cho em đầy hàng đầy đủ size S, M và L, từ 40 đến 58kg, đến 60kg mình bao vừa cho em con váy dạng này này. Ok này, tất cả những chị gái nào mình có đúng cấu trúc đó là gì ạ? Đúng váy rồi, ok đúng rồi này. Chị gái nào có số điện thoại là mình có đơn hàng, bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size cho mình. Đủ size S, M, L, từ 40 đến 65 cân, 60 cân là mình có size vừa cho em được chưa nào? Đúng rồi, từ 40 đến 60kg là mình có size vừa cho em các chị nhá. Chị gái nào mình mua váy dạng này chốt nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ hồng kèm màu cộng số điện thoại. Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn, cực kỳ là xinh luôn các chị ơi. 350.000 ngày hôm nay còn 169. Phí ship toàn quốc 30 đến 35.000, ship tuần quang 35.000 cho em chị gái nhá. Lưu ý cho em đứng gần cho các chị xem, em đứng gần cho các chị gái xem cận cảnh chất liệu này. Đúng các rồi. Chị nhìn cho em là chất liệu dạ này cực kỳ là dày dặn và đẹp luôn. Bắc, nhưng mà riêng cái mã này Bắc Trung Nam đều mặc đẹp luôn. Miền Bắc của mình chị em mình mặc rất là xinh, kể cả hôm nào ngày nắng mình mặc cái váy này cũng bao đẹp cho em, hoặc là kể cả ngày nào mà trời lạnh mặc cái váy này vẫn ấm cho em. Nhớ giúp em này, váy dạ kèm số điện thoại cho em hoặc là dạ hồng kèm số điện thoại. Các chị sẽ được mua với giá xả là các chị nhìn cho em phần đuôi cá này. Cực kỳ là xinh luôn, đuôi của nó rất là đẹp luôn nhá. Cái phần đuôi cá nó nhún kiểu rất là dịu dàng luôn. Đúng chị rồi. Nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Rồi ok. Đặt hàng comment cho em là váy hồng hoặc là dạ hồng hoặc là váy hồng dạ. Váy dạ hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Ok này, chào tất cả các chị yêu luôn. Rồi, đây là chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ hồng kèm số điện thoại này. Ok, chị gái Quỳnh Như em chốt cho chị gái áo dạng rồi này. Em lưu ý cho em cứ có mã, có màu và có số điện thoại, chỉ cần comment duy nhất một lần là bên em lên đơn rồi, không cần phải comment đến lần thứ hai các chị nhá. Váy dạ 169.000, giá quá là sốc luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn 1m65, mặc ngang cổ, mặc trên gối cho em nhé chị gái nhá. Đúng rồi, ship Trương Mỹ Hà Nội 30.000 cho em các chị ơi. Nhìn cho em mẫu cao 1m68. Những chị nào mà cao tầm 1m6 thì bắt đầu mặc gần chạm đến cái đây. Nhưng mà cái dáng váy này rất là xinh và rất là dài, không phải dáng ngắn đâu các chị yên tâm. Váy này của em là váy dạ hồng, từ 350 em xả còn 169.000. Và nhớ giúp em là không phải là em ế em xả, mà đây là đầu mùa chị nào muốn mua giá lẻ rẻ bằng giá buôn thì đặt hàng. Em nói luôn, bởi vì bên em là kho bán buôn. Kho bán buôn cho nên là thỉnh thoảng em sẽ bán cho các chị mua lẻ với giá rẻ bằng với cách buôn của bên em luôn, để các chị trải nghiệm sản phẩm và để các chị đón gió đông về bằng sản phẩm mới giá rẻ được chứ nào. Váy dạ 169.000, váy gen 149.000. Chị nào lấy mã nào comment chốt nhanh cho em được chứ nào. Đúng rồi, lấy mã nào comment ngay cho em là mã sản phẩm, màu yêu thích và kèm số điện thoại là bên em lên đơn này. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm gì ạ? Mã sản phẩm váy dạ màu hồng các chị nhá, quá là xinh luôn. Phối phần hai tay là đó là lụa chả nhá. Chất liệu là lụa Thái, phần nơ cũng là lụa Thái này. Toàn thân toàn 100% là dạ các chị nhá. Dáng váy là dáng váy suông xoàn, xòe đuôi cá, dáng tiểu thư cực kỳ là xinh cho em này. Chị gái Diễm Võ Thị cứ có mã, có màu và có số điện thoại là bên em lên đơn đúng rồi. Đặt hàng chốt nhanh cho em là váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em lên đơn 46g 1m58, mặc vừa cho em size M chị gái ơi. Mặc Đúng hoặc rồi, ok được chứ nào. Váy dạ hồng của bên em chỉ có một màu hồng duy nhất. Và đặc biệt màu hồng này, kể cả chị gái nào mà nói hồng chung là đúng rồi, màu này là mặc lên rất là sáng da luôn. Và rất là kiểu đúng như là nó không bị chóe lóe, nó không bị nổi quá, mình đi đâu cũng xinh vừa phải. Mà đặc biệt là rất là dịu dàng luôn. Chị nào toàn bộ chất liệu của em là chất liệu dạ nhá các chị nhá. Phần thân váy là chất liệu dạ cực kỳ là dày dặn. Và váy này nặng đến 600g luôn là các chị biết đường nào. 350.000 em giảm còn 169.000. Dơ cận cảnh cho chị xem chất liệu dạ của bên em này, 160.000 một chiếc chị nhá. Rồi ok, chị nào đặt hàng comment cho em là váy dạ hồng cộng xuân thoại. Rồi ok, cao 1m53 mặc gần chạm đến gối cho em nhá. Gần chạm đến gối cho em. Nhớ giúp em là váy này em bán rẻ chỉ có 169.000 và chỉ còn có 7 suất cuối cùng. 7 suất cuối cùng được chốt với giá 169.000. Chị gái nào đặt hàng comment giúp em là váy hồng kèm số điện thoại hoặc là váy dạ hồng kèm số điện thoại giúp em là mình có đơn hàng. Nhớ giúp em 169.000 cho 7 chị cuối cùng ạ. Đúng rồi, 169.000, 169.000 và chỉ 169.000 cho 7 chị cuối cùng các cháu nhá. Chị 7 chị cuối cùng để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại. Em chỉ chốt cho duy nhất 7 chị nữa thôi là bên em sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay, là coi như là hết luôn là 70 suất rồi. Đấy cho nên là còn chị gái nào mình lăn tăn, nhanh chóng chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em đi. Hai phần tay phối của nó là lụa Thái chả nhá, phối lụa Thái cực kỳ là xinh, có đầy đủ size SML từ 40 đến 60kg, mình có size vừa cho em các chả nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại. Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn 350.000, ngày hôm nay chỉ còn là gì ạ? 169 và chỉ 169.000. Các chị gái mình đã có cơ hội diện ngay, diện luôn và diện liền một con váy dạ cực kỳ là xinh cho em này. Ok chị gái Nguyễn Thanh Thùy bên em vào đơn này. Không thấy sao ạ? Rồi Kê Hương Nguyễn em thấy nhá chị gái nhá. Chị gái nào mình đặt đơn hàng thì chỉ cần chốt cho em thôi, không cần em đọc tên đơn hàng vẫn cứ lên thành công cho em. Chỉ cần để lại đúng mã, đúng màu và đúng số điện thoại là bên em vào đơn. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại cho em này, 350.000 còn 169. 350.000 Hương Nguyên có thấy nhá. Rồi ok, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em chỉ còn 7 suất cuối cùng. Chị nào chưa có số điện thoại nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em. Từ bao nhiêu tiền ạ? Từ có 350.000 bây giờ em bán cho chị với giá 169.000. Chị nào không đặt là rất là tiếc luôn. 169.000 một chiếc. Chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em. Đón gió đông về với siêu phẩm với giá xả luôn. Các chị thấy còn gì hơn nữa không ạ? Rồi ok, 169.000 một chiếc các chị nhỉ. 169.000 một chiếc, chất liệu toàn bộ toàn thân là dạ. Các chị mua đâu được một cái váy dạ tay sơ mi phối cổ nơ xinh như thế này mà chỉ có 169.000, chỉ có ở Bora House. Nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước. Ok, có số điện thoại mình có đơn hàng rồi đấy ạ. Nhớ giúp em là chị nào muốn mua với giá xả comment nhanh cho em là váy dạ hồng cộng số điện thoại hoặc là váy hồng kèm số điện thoại là mình có đơn hàng rồi. Chú ý nghe điện thoại để bên em gọi điện tư vấn chốt đơn nhá. Đúng rồi, ok này chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn các chị nhá. 350.000 ngày nay chỉ còn là 169 và chỉ 169.000 thôi. Đơn hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc là bên em lên đơn. Sai số bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn các chị nhá. Bao nhiêu tiền ạ? 169.000 thôi các trái ơi. Giá quá là xả luôn đúng không ạ? Một con này các chị gái tìm trên thị trường sẽ có nhưng mà không bao giờ dưới giá là 200.000 đâu. Em nói luôn là như thế. Nhưng ngày hôm nay bên em là kho buôn cho nên là bán giá bét nhè luôn, bán giá kịch sàn luôn các trái nhá. Chỉ có 169.000 thôi. Bây giờ bên em chỉ còn đúng 5 suất cuối cùng các cháu nhỉ. 5 suất cuối cùng bán cái váy này với giá là 169.000. Cho nên là còn chị gái nào mình muốn mua 5 suất này với giá là 169.000, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em lên đơn S, M và L, từ 40 đến 60kg là mình có size vừa cho em. Dáng là dáng xuông đuôi cá các cháu nhá, dáng là dáng xuông đuôi cá này. Ok này, mua một váy này với một váy len là bao nhiêu tiền ạ? Một váy này với một váy len nào chị gái Phương Nguyễn ơi? Váy len nào ạ? Trong livestream ngày hôm nay bên em chỉ like mỗi mã sản phẩm váy dạ này thôi. Đấy, chị gái nào mình lấy váy dạ này nhanh chóng chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ hồng kèm số điện thoại, váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Chị gái nào mình không thích thanh nơ có thể là buông thòng lòng số như này cũng được, nhưng mà mình thắt nơ vào thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ? Đấy cho nên chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Chất ở phần cổ này và phần tay là chất liệu là lụa Thái các chị nhá. Chất liệu là lụa Thái, bao mềm mịn và bao mát cho các chị gái mình luôn. Đấy, còn chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại. À ok, váy len body tùy mã chị cả nhá. Cổ tròn là 149 còn à cổ tim là 139.000. Cứ thế là cộng vào cho em nhé chị cả Nhung Nguyễn nhỉ. Cứ thế cộng với váy dạ này cho em là thành tiền đấy ạ. Đấy. Ok, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em nào. Bên em chuẩn bị kết thúc buổi live, em chỉ còn có vài suất cuối cùng thôi. Chị nào để lại cho em đúng cú pháp váy dạ kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn được chưa nào? Ok, chị gái Vương Nguyễn nếu muốn lấy váy dạ này để lại số điện thoại thì nữa bên em gộp đơn cho mọi người được chưa nào? Váy dạ hồng các chị ơi rồi, ok. Mua váy gen rồi, ok, đúng rồi các chị nhá, mua không phải đâu ạ. Mua hai cái váy gen tùy sản phẩm mới được tặng đai thôi. Chị nào đặt hàng comment cho em là váy dạ hồng kèm số điện thoại, bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn tình yêu nào đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh bởi vì số lượng có hạn, mới chỉ về trước thôi, mới về chỉ bản về trước mô. Cái bản đầu tiên, cái đợt đầu tiên, cái lô đầu tiên thôi, mới về cái lô đầu tiên hàng đẹp nhất, lô đầu tiên bao giờ cũng may chuẩn nhất luôn cho em này. Rồi ok, mua 140 ạ. Rồi ok, cái váy 140. Chị gái Phương Nguyễn ơi, để lại số điện thoại để bên em gọi tư vấn nhá. Cái váy len body là 130, váy tay lỡ là 140, váy dạ này của em là 169.000 được chưa nào? Len body các bạn sao 130. À gen lên body cổ tim 130, 140 đúng rồi. 140. Ok này rồi, ok. Body là 140. Ok các chị ơi, nhận hàng nếu mà chất không phải giống, không phải dạ như này không phải thanh toán tiền cho em nhá các chị nhá. Rồi kem live nào bán hàng như thế. Yên tâm cho em, đã bán hàng trên livestream là phải bán hàng đẹp giá rẻ, không phải là bán kiểu như là không phải là nói giá rẻ như này gửi cho các chị hàng đều đâu. Các chị nhớ giúp em là bán trên livestream này. Thuận Mưa vừa bán các chị nhìn trực tiếp sản phẩm chất liệu dạ như thế này. Nhận hàng không phải dạ như này, không phải lấy tiền cho em, không phải thanh toán tiền cho em được chưa nào? Ok, chị nào lấy mã này comment chốt nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ kèm màu váy dạ hồng kèm số điện thoại. Bên em chuẩn bị kết thúc livestream, chị nào muốn mua váy gen ở lại livestream theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước, ca sau bên em sẽ live váy gen cho các chị được chưa nào? Đúng rồi. Chị nào muốn mua cái váy dạ này comment chốt nhanh cho em, chỉ còn 3 suất cuối cùng thôi. Đúng rồi, bây giờ bên em chỉ còn đúng duy nhất 3 suất cuối cùng các chị nhá. Ok chị gái Doãn Chắc này, rồi cây Doãn Chắc em nhớ là buổi trưa chị có đặt rồi đúng không ạ? Rồi cây này bây giờ bên em đang vào đơn cho tất cả các chị gái mình luôn này. Em đang mặc đây là mã sản phẩm gì ạ? Mã sản phẩm đây là váy dạ hồng các chị nhá. Em đang mặc trên người đây là váy dạ hồng. Ngoài váy dạ hồng này ra đấy bên em đầy đủ size nhá. S, M và L. Dáng của nó là dáng suông đuôi cá. Từ 40 đến bao nhiêu kg ạ? Từ 40 đến 60kg là mình có size vừa cho em luôn. Mã sản phẩm váy dạ này chốt nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Bao nhiêu tiền ạ? Rất là rẻ thôi, có 169.000, 350.000 ngày hôm nay còn 169, 350.000 ngày hôm nay chỉ còn là 169, 169 và chỉ 169.000 một con này thôi. Chứ là con chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi này. Ok này, rồi cái sáng nay chưa thấy gọi điện thì tí nữa nhá. Trong ngày hôm nay bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho các chị gái mình bình tĩnh cho em nhỉ. Hoặc là có thể là đến tầm khoảng chiều, là trong ngày, nói chung là trong ngày là các chị gái mình sẽ nhận được cuộc gọi thôi. Ok cho em chà. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em này. Váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại 350.000, ngày nay còn 169, 169 và 169.000. Hàng đầy đủ size số S, M và L, từ 40 đến 60kg, cam đoan có size vừa tất cả các chị gái mình luôn. Cho nên còn chị gái nào mình đang còn lan tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc. Dáng váy này là dáng váy tiểu thư cực kỳ là xinh nữa chả nhá. Bởi vì sao? Nó có xòe đuôi cá ở phần dưới. Đúng mặc rồi, lên bên em xinh. Chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ hồng cộng số điện thoại cho em, từ 350 em giảm còn là em giảm còn có 169.000 thôi. Chất liệu là dạ cực kỳ là xinh luôn. Chị nào đặt hàng comment chốt nhanh, toàn thân là dạ, hai phần tay và phần cổ là váy sơ mi, là chất liệu sơ mi cực kỳ là xinh, lụa sơ mi cực kỳ là đẹp luôn. Ok được chưa nào? Còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Còn chị nào mà muốn mua váy gen chờ ca sau cho em được chưa nào? Chị nào muốn mua vào váy dạ đón gió đông về, hoặc là chị nào miền Nam chưa biết sản phẩm chất liệu dạ thì đặt hàng cho em để biết được. Ok này, Ruby Vạm Cún có đơn, đúng rồi, có số điện thoại là mình có đơn, không cần em đọc tên nhá các chị nhá. Tí nữa bên em sẽ gọi điện cho các chị được chưa nào? Ok này, đặt hàng comment chốt nhanh cho em ạ. Chốt combo lúc nãy em có chốt rồi đấy ạ. Còn nhớ giúp em vẫn dành tặng 5 suất cho 5 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất. Để kết thúc livestream em mở cái phần ID của em lên là sẽ biết là ai chia sẻ nhiều nhất được chưa nào? SML thôi ạ, từ 40 đến bao nhiêu cân ạ? Đúng rồi, từ 40 đến 60kg là mình có size vừa đó trẻ nhá. Còn chị gái nào mình ưng mã sản phẩm váy dạ này thì nhanh chóng chốt nhanh cho em, đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại này các chị ơi. Ok 57kg mặc. Rồi cây cao 1m57 48kg, mặc ba vừa cho em size M chị gái nhá. Rồi cây này bây giờ bên em chuẩn bị hết suất rồi. Chuẩn bị hết suất váy dạ hồng này với giá là 169.000 rồi. Bây giờ bên em chỉ còn duy nhất vài phút cuối cùng nữa các chị nhá. Vài phút cuối cùng để bên em kết thúc livestream ngày hôm nay rồi. Cho nên là còn chị gái nào mình còn đang lăn tăn, đang còn giang dở đứa nào thì nhanh chóng chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em các chị nhá. Rồi ok, được chưa nào? Bên em chi phép kết thúc buổi live ngày hôm nay, được chưa nào? Ok, chị gái Nguyễn Huyền mặc vừa nhá, chị vừa xinh size M luôn. Từ 40 đến 50 đến 60 cân mình mặc vừa con này cho em. Dáng suông đuôi cá các chị nhá, dáng suông đuôi cá mặc vào rất là xinh cho em này các chị nhìn này. Vẫn còn thừa một đoạn như thế này. Bởi vì làm sao ạ? Rồi ok, được chưa nào? Ok, váy dạ hồng các chị nhá. Từ 350 em giảm còn có 169.000 thôi. Không mua rất là tiếc bởi vì đây là hàng đợt đầu, đợt sau không biết là còn được rẻ như thế này nữa không. Bởi vì đợt sau nhập khẩu vải dạ về là đắt tiền lắm ấy các chị nhá. Bởi vì làm sao bên em là nhập khẩu váy dạ, nhập khẩu dạ từ Quảng Châu về mà may ở Việt Nam và được thiết kế tại Việt Nam, được cho quay đằng sau lưng này. Được thiết kế ở Việt Nam cho nên là đấy các chị nhìn cho em này, dáng xinh chưa? Dáng xinh như tiểu thư ấy, được chưa nào? Rồi ok. Váy này là toàn bộ chất liệu là được nhập khẩu từ Quảng Châu và được thiết kế ở Việt Nam. Toàn bộ hàng em hàng thiết kế cho nên là cực kỳ là đẹp luôn. Lô đầu tiên bao giờ cũng đẹp nhất. Lô sau nó bắt đầu nó thứ nhất là sản xuất số lượng nhiều thì nó không được kỹ bằng này. Chất liệu nó đắt hơn này, giá thành nó đắt hơn này. Mẫu đang mặc size S các chị nha, mẫu 4. Mẫu 50 cân nhưng mà cao tận 1m7 cho nên mặc size S thôi. Còn được chỗ nào mẫu đang mặc là size S rồi ok. Ship toàn quốc 30-35.000 tùy xa gần cho em. Đặt hàng comment chốt nhanh cho em. Váy dạ hồng kèm số điện thoại cho em. Từ 40 đến 60 cân mình mặc vừa, được chưa nào tình yêu ơi? Đúng rồi, còn chị gái nào mình thích lấy con váy dạ này nhanh chóng chốt nhanh cho em, đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn này. Váy dạ như em đang mặc có đầy đủ là mấy màu ạ? Duy nhất một màu hồng này là màu hồng ruốc các chị gái nhá. Các chị gái nào mình ở miền Nam hay gì đó thì hay gọi là màu ruốc đúng không ạ? Đầy đủ size S, M và L. Từ 40 đến 60 kg là mình có size vừa cho em luôn. Trong khoảng cân nặng đấy thì nhanh chóng chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em, đó chính là gì ạ? Váy hồng kèm váy dạ hồng hoặc là váy hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn cho em nhá. Đấy, chị gái nào mình còn lăn tăn thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Đúng rồi, còn tình yêu là ràng chốt cho em nhá. Rồi ok, em xả rất là rẻ rồi. Từ 350 em xả còn có 169.000 rồi. Còn tình yêu nào chưa đặt được hàng thì chốt nhanh nhá. Nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước, để khi nào theo dõi bên em livestream, bên em xả hàng, bên em bán giá rẻ, được chưa nào? Váy gen có rẻ lắm, váy gen có 130, 140, 150, 160, 220 cái váy gen thôi. Còn váy dạ hàng mới về. Riêng nói chung là nó tùy chất liệu, nó rất là rẻ và đặc biệt nó rất là đẹp, được chưa nào? Đấy, các chị ạ, mình nhìn cho em này, chất liệu đẹp chưa, tinh khủng luôn. Bởi vì tất cả những cái phần này hoàn toàn 100% là kiểu dạng như là nó là lụa Thái chả nhá, mặc cực kỳ là mềm và mát luôn, cảm giác rất là dễ chịu luôn. Em đang mặc đây là size S các chị ạ nhá, bởi vì em cao 1m68, nặng 50kg, em chỉ mặc size S thôi. Tùy chiều cao cân nặng bên em sẽ lựa chọn size phù hợp cho tất cả các chị gái mình luôn. Cho nên chị gái nào mình ưng mã sản phẩm này chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc, đó chính là gì ạ? Váy hồng hoặc váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn các chị ạ nhá. Đấy, con chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em nhá. Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Ok cho em ạ chưa ạ? Cứ có mã, có màu và có số điện thoại là bên em lên đơn. Trong ngày hôm nay bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho tất cả các chị gái mình luôn. Cho nên là những chị gái nào mình có đơn hàng thì việc cần làm là gì ạ? Chú ý nghe điện thoại, chú ý nghe điện thoại là bên em vào đơn. Bây giờ bên em chỉ còn duy nhất là vài phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi là bên em chuẩn bị kết thúc số live stream ngày hôm nay rồi. Cho nên là còn chị gái nào mình muốn mua gì, muốn hỏi gì thì nhanh chóng đặt ra câu hỏi và đặt lại cấu trúc đặt hàng đi, không là bên em kết thúc live stream. Và lưu ý cho em chị gái nào mình mới vào xem ý, không nhìn rõ dáng, rõ màu thì tí nữa có thể xem lại like. Ưng mã sản phẩm nào chụp ảnh màn hình vào inbox cho bên em các chị nhỉ. Phí ship toàn quốc bên em là 30 tới 35.000 tùy xa gần. Bên em bán này là đã bán kiểu dạng nhỉ, giảm giá còn 1/2 so với giá lẻ rồi. Cho nên là các chị gái vui lòng trả phí ship cho bên em. Bên em không free ship cho bất kỳ một sản phẩm nào đâu các chị gái nhá. Đấy, cho nên là còn chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào mình còn cái câu hỏi gì thì nhanh chóng chốt nhanh cho em nhá. Đấy, váy này hồng các chị gái nhận và hàng chỉ có phê thôi. Phần tay của nó cực kỳ là xinh, phần tay kiểu dáng là tay sơ mi ạ. Đấy, cho nên là còn chị gái nào mình đặt hàng chốt đi. Ok này, 169.000 chị gái Nguyễn Mai Hương nhá. Từ 350.000 ngày hôm nay bên em giảm còn 169 cho mã sản phẩm váy dạ. Chị mà lấy thì comment cho em là váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại chị gái Nguyễn Mai Hương nhá. Em chỉ còn 3 suất nữa thôi để em chốt nốt 3 suất nữa là em kết thúc livestream nhở. Còn đúng duy nhất 3 suất bán với giá là 169.000 thôi. Sau khi kết thúc 3 suất đó trở về giá ngay giá bình thường là 350.000 cho em luôn. Đấy, cho nên là còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh đi. Đấy, ok chị gái gì đây? Hiển Nhi bên em chốt đơn rồi nha. Ok chị gái Mỹ Tú em chốt đơn này. Ok chị gái Nguyễn Huyền em chốt đơn nha. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc livestream đây. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Rồi ok em chào các chị này. Rồi ok có đủ SML tình yêu ơi, yên tâm SML nhá. Ok chào tất cả các chị yêu này. Chào tất cả các chị này, nhớ theo dõi nhá. Chị nào chưa đặt được hàng thì cứ tiếp tục comment ở trên này hoặc là vào inbox nhá. Bên em sẽ gọi điện để tư vấn size cho các chị nhá.